Hello, xin chào mọi người đến với channel của mình. Mình là bên công ty trách nhiệm thiết bị khoa học Khang Kiên. Hôm nay mình xin giới thiệu các bạn một sản phẩm đó chính là máy đo độ cứng Baco HBA-1+ anh ha. Được hàng sản xuất Amitari, sản xuất tại China các bạn ha. Amitari HBA-1+ là máy kiểm tra độ cứng thuộc kỹ thuật số. Thiết kế đặc trưng ở được chỗ cung cấp với định vị cân bằng, màn hình kỹ thuật số về giá trị độ cứng và hiệu chuẩn và điều chỉnh không tháo gỡ. Amitari sử dụng trong ngành công nghiệp chế biến nhôm, thử nghiệm nhôm nguyên chất, nhôm mềm, hợp kim nhôm dày, giả nhôm, thanh nhôm, nhôm đúc, nhôm rèm và các sản phẩm hợp kim nhôm. Ngoài ra nó có thể được sử dụng trong ngành công nghiệp nén thủy tinh, tiêu chuẩn có liên quan tới ASTM B648-10-2015 và ASTM D25, máy đo độ cứng Baco điện tử Amitari HBA-1+, 83-13 và GB/T 3854-2005. Hai độ cứng là Baco là HBA, độ cứng của Brinell là HB, độ cứng của Vinker là HV, độ cứng của Webster là CTNH, độ cứng của Rockwell là HRB, HRE, HRF, HRH. Phạm vi đo là từ 0 đến 100 HBA, tương đương với độ cứng của Brinell là 25 đến 150 HB, độ chính xác là 0,1 HBA. Thang là từ 81 đến 88 HBA là cộng trừ 1 HBA, 42 đến 48 HBA là cộng trừ HBA. Điều kiện vận hành với nhiệt độ là từ 0 đến 50 độ C các bạn ha. Độ ẩm là dưới 80% RH, kích thước là 170 x 63 x 82 mm. Nguồn cung cấp pin là 2 pin 1,5V ôm gập 4, khối lượng nặng khoảng 390g, không bao gồm pin. Cung cấp bao gồm là phụ kiện sản phẩm, trang bị tiêu chuẩn, máy chính kèm 2 chân, 2 khối tiêu chuẩn, khối hiệu chỉnh, chiều dài pin, tua vít, cờ lê, hộp đựng bằng kim loại, hướng dẫn vận hành. Quý khách có nhu cầu vui lòng xin liên hệ với website máy đo thí nghiệm.com.vn hoặc khangkien.com.vn qua hotline 0938222991 hoặc 0936220757. Còn ai muốn nhu cầu liên hệ với kỹ thuật vui lòng với hotline kỹ thuật là 0938222971. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại với các video kế tiếp.